Đây là một mẫu kệ TV cột nho gỗ gõ đỏ. Tuy nhiên là nhà em là làm là phần giữa này lồi lên để cho một số khách hàng là khi sử dụng những cái loại TV khổ lớn ấy thì có thể để trên này rất là thoải mái và không bị khống chế hai bên. Nó rất là tiện vị nhá. Sở đồ gỗ Tùng Tán xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 24 tháng 12 năm 2020. Trong buổi sáng ngày này thì nhà em có hoàn thiện xong một chiếc kệ TV cũng như là một số sản phẩm khác của gia đình nhà anh chị Trường Oanh tại xã Xuân Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Thì đây quý vị này, bao gồm một chiếc sập hờ và hai chiếc đồng hồ thì nhà em đang hoàn thiện và cho lên xe rồi. Hiện tại đây có một chiếc kệ TV thì em có nán lại vài phút để quay review giới thiệu cho mọi người về chiếc kệ TV này. Đây là một mẫu kệ TV cột nho gỗ gõ đỏ. Tuy nhiên là nhà em là làm là phần giữa này lồi lên để cho một số khách hàng là khi sử dụng những cái loại TV khổ lớn ấy thì có thể để trên này rất là thoải mái và không bị khống chế hai bên. Nó rất là tiện vị nhá. Còn chiếc kệ TV này thì là bao gồm có 4 cánh, 4 ngăn kéo và mẫu là mẫu cột nho. Chân yếm là bệ là đục hoa hồng. Chất liệu gỗ là chất liệu gỗ gõ đỏ. Ở đây là em sẽ quay lại gần hơn chi tiết, một vài chi tiết đường nét quý vị. 4 chiếc cánh kệ này thì được đục là đục tứ quý, tùng trúc mai, hoa nở 4 mùa như 4 bức tranh quý vị nhé. Sản phẩm là sử dụng chất liệu gỗ gõ đỏ rất là đẹp và đã hoàn thiện BU bóng mờ rồi. Phần mặt gỗ, mặt kệ nó rất là vân, mặt kệ rất là vân, nó xẻ ra từ một cây gỗ rồi. Vân gỗ rất là đẹp, rất phù hợp cho những cái không gian phòng khách nhà mới hiện đại. Nhà kệ TV bằng gỗ này thì là rất là sang trọng và bền theo thời gian quý vị nhé. Chất liệu gỗ gõ đỏ thì là cực kỳ là bền cũng như là giá thành rất là hợp lý. Quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 51086 và website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian theo dõi và nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những cái sản phẩm khác.